Sở Hoàng Gia Đầu Điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một con máy massage chân này các bác nhé. Con máy của mạng Momigear. Con này thì có hai cái tính năng, đó là tính năng vừa bóp và một tính năng rung, rung bi ở giữa. Đấy, chỉ có duy nhất cái máy này là có thôi, có rung, còn tất cả các máy khác đều không có rung rồi, duy nhất mẫu này có rung. Mỗi mẫu lại có một kiểu, có máy thì lại bi xoay ở giữa đây. Đấy, có máy thì lại massage đầu ngón chân. Đấy, con này thì nó lại bóp hai bên và có bi ở giữa. Có 3 tốc độ bóp. Đấy, chạy nhanh chậm khác nhau, 3 tốc độ của bi. Đây, bi thì các bác sẽ thấy là bi này, bật này. Đây. Đây có thể bi đấy. Đấy là bi đang rung đấy các bác nhé. Rung ở giữa đấy. Cái máy này hàng nội địa của Nhật, điện 100V, em bán là 1.600.000, tặng các bác cái đổi nguồn này nhé, điện đổi nguồn 100W, 100V 100W. Đấy, bác nào không lấy đổi nguồn thì trừ đi 100, còn 1.500.000. Nói chung là giá quá rẻ cho một con massage Nhật. Chả còn gì rẻ hơn được nữa. Tình trạng máy hoạt động ngon lành, đòi 6 tháng. Đấy. Cái máy này thì ngoài bóp bàn chân thì các bác có thể bóp bắp được nhé. Bóp bắp thì các bác cho chân vào đây. Đấy, các bác ngồi, đấy, cho chân đấy. Nó sẽ bóp vừa rung cả hai chân, hoặc là có thể là mình nằm, vừa nằm giường, đẩy lên giường, mình vừa nằm giường vừa đẩy chân vào, rất là hay. Đấy, 3 tốc độ bóp khác nhau, 3 tốc độ rung bi khác nhau, thích hợp cho người già, rồi các bác là hay phải đứng nhiều. Đấy, người lao động hay phải đứng nhiều, các bác về massage cái gan bàn chân này, nó rung ở cái gan bàn chân này rất là tốt cho các huyệt dưới gan bàn chân này. Đấy, giá 1.600.000 tặng đổi nguồn các bác nhé, chưa có phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc, các bạn xa mua đặt cọc trước 500.000 nhé. Chào các bạn.